muốn mua full frame nhưng lại muốn nó phải rẻ này, phải nhỏ gọn thì dĩ nhiên chúng ta sẽ phải được bỏ vài thứ để được như ý nguyện. Canon RP là chiếc máy ảnh có lẽ sẽ phù hợp với bạn đấy. Hello mọi người, chào mừng đã quay trở lại, lại là một cái video nữa liên quan đến máy ảnh lên sóng rồi đây. Và nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta đó chính là một cái tên được rất nhiều anh em trong giới nhắc đến, Canon RP. Chiếc máy ảnh có mức giá trên dưới 20 triệu đồng cho một chiếc body ở thời điểm hiện tại. Khuân nhắc đến những cái ưu nhược điểm khác thì chỉ việc sở hữu cảm biến full frame này, sensor lớn hỗ trợ tốt khi chụp thiếu sáng, chụp xóa phông này nọ, đi cùng với cái mức giá này thì mình thấy đây đã là cái ưu điểm top đầu khiến chúng ta nghiêng ngả lựa chọn chiếc máy hơn 4 tuổi này rồi. Nói về ưu điểm thì có lẽ màn hình lật trên Canon R và RP là một cái điểm mạnh trên hai chiếc máy này. Nó lật xoay được nhiều hướng, rất thích hợp để chúng ta sáng tạo một góc máy mới, một góc chuẩn độc đáo. Và trong quá trình trải nghiệm thì mình thấy thiết kế này phù hợp với những người tay nhỏ như mình. Mình cầm thấy nó khá là vừa vặn, nhưng với người bình thường tay to thì có lẽ sẽ thấy nó khó chịu, hụt tay. Và có giải pháp cho điều này nếu như bạn thực sự thích RP, đó là dùng thêm grip hoặc là small rig. Tuy nhiên thì phần body của RP nó hơi nhẹ quá, nhưng mà mọi người biết rồi đấy, những phiên bản rút gọn giá rẻ nó sẽ không mang tất cả những ưu điểm của bản R như Winget và một cái body nhỏ hơn như RP. Ngoài việc có bộ xử lý hình ảnh Digic 8 này, ISO có thông số giống nhau và cái logo giống nhau nữa, thì Canon R và RP có khá nhiều chênh lệch. Và rõ rệt nhất mà các bạn có thể thấy đó chính là cái mức giá. Và đương nhiên là cái mức giá rẻ hơn thì RP nó sẽ thua thiệt rất nhiều. Ví dụ như là cảm biến này, tốc độ chụp này, màn hình này, cả khung ngắm này, pin và vân vân. Điều mà mình không thích nhất trên R hay RP đó chính là nó dùng ngàm RF. Nó xịn hơn nhưng mà nó đắt quá. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ có những cái giải pháp, đó chính là dùng ngàm chuyển để chiếc máy này tương thích với cả ống kính EF. Nói chung là dùng nó cũng được. Ngoài mấy cái khen thì nó cũng có khá nhiều hạn chế, nhưng mà bù lại thì chúng ta có một mức giá tương đối ổn để sở hữu. Thường thì với người chọn và biết đến RP, tức là ngân sách có hạn, hoặc là người bán chuyên hoặc là nghiệp dư, thì mình nghĩ những hạn chế này sẽ là điều mà chúng ta đều thấy được và chấp nhận nó rồi. Ok, và Canon R hay RP thì mình đều thấy trải nghiệm chụp ảnh của nó tốt hơn so với quay video. Nhưng mà đó là cá nhân mình thấy vậy thôi, vì nhiều người vẫn đánh giá khả năng quay của chiếc máy này tốt với nhu cầu. Vậy thì mời các bạn hãy cùng thử xem một vài hình ảnh mà chúng mình đã ghi lại sau thời gian trải nghiệm Canon RP nhé. Sau khi xem những hình ảnh ở trên thì bạn có đánh giá như thế nào về Canon RP và bạn có sẵn lòng muốn sở hữu nó không? Và mình tin chắc rằng việc xem một vài cái video và xem những trải nghiệm của người khác sẽ không làm bạn quyết định được ngay đâu. Vậy nên hẹn gặp bạn ở Tokyo Camera và cùng nhau trải nghiệm thêm về Canon RP nhé. Đừng quên like, subscribe chúng mình để xem thêm về máy ảnh nhé.